chào quý chú anh chị, các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình đến Nhật Dương ở Đại Ngãi, mình đi vòng tham quan như thế nào thì mình chia sẻ gửi đến quý cô chú anh chị xem. Ngày mới cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, sức khỏe tràn đầy, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ đồng hành với mình ở nơi đây nha. Bắt đầu mình chuẩn bị đi vào khu vực Dương. Có không heo? Có không? Đây, bây giờ đây là cái trên đường mình đi vào khu vực vườn nghe quý của chú chị. Đây, trên đường mình đi. Con đường đi vào vườn thì hôm nay thì ở đây thì chưa có vườn ổi. Bên cồn thì những giờ cũng có vú sữa, bây giờ mình chưa có đi vườn vú sữa, bây giờ mình đi đi vườn vườn ổi trước. Đây. Cây này đu đủ. Đủ trái leo que ở trên gian đường chứ không phải là trong vườn nha. Ở này khu vực này vườn bà con đây cũng khá là đông. Thì vườn này năm trước, hôm trước mình cũng có chia sẻ về cái nhãn. Thì hôm nay mình tiếp tục mình đi vào con vườn, con đường này nữa. Đây bây giờ tới vườn này nè. Bây giờ ra đâu? Vườn ổi. Rồi, vườn ổi, vườn ổi. Đây bây giờ giao vô cửa nha, đây có cửa nè. Vườn này vừa hôm nay trái ổi nè, có được vào không? Nhãn cái gì vậy? Ủa hả? Đây. Đây, bây giờ thì ở đây là có nhãn nha quý cô chú anh chị với ổi. Cái gì vậy? Là đi vườn đi vườn vú không? Đây. Đây mình đi đây. Nhãn nè, nhãn mình ăn thử. Đây. Nứt luôn rồi. Chín tới nứt luôn. Nứt miệng luôn. Ổi. Này đi mót mót nhãn hả? Tháng này sao con còn nhãn ta? Đây vườn vú sữa giờ trái khu vực này thì nó chưa mới vừa chín nha quý cô chú anh chị. Đây trái nhóc hết trơn mà chưa chín. Vậy là cỡ nửa tháng nữa không? Nửa tháng nữa. Còn có rồi. Nửa tháng nữa mà không biết có ra được không nữa. Này trái nó cũng này còn nhỏ. Bên cồn thì nó chín rồi. Mấy cái bên cồn mà chín còn này nó nhỏ nha bà con. Thì như chủ vườn cho hay là khoảng nửa tháng nữa là gì trái nó bự rồi, chín rồi đó. Này trái này cũng to to rồi, mà chưa có chín. Đây có trái rồi nghe trái. Đây đây. Ủa này vú sữa tím hả cậu? Tím. Giờ nó xanh dần ha. Rồi. Mà ở này nó bẻ được trái dừa con. Hồi hồi ông cậu quýnh giờ đó. Đi vô con. Nè 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 bỏ cái cọng này vô trong này đi, đi ngoài hồi nó dướng lắm á. Đứt luôn á. Cái con ăn cái nhãn à. Ăn vừa vừa thôi nghe, nóng nghe, con đang bệnh nghe. Con có một trái à. Đây nè, ở đây trái thơm. Ủa trái gì nhỏ vậy?
Trái thơm. Cậu Út biết sao không? Bữa hổm nhỏ này nó đi qua vườn nhãn, nó về đó qua bữa sau hai con mắt nó như hai trái nhãn vậy đó. Đây, ở đây thì vú sữa chưa tới lứa. Hẹn cỡ nửa tháng nữa thì mình sẽ có thể có dịp thì mình vô quay trở lại vườn ở nơi này. Hiện nay thì bên Mỹ Phước, còn Mỹ Phước thì đã có trái bẻ chín này. Còn bên này trái nó còn chưa tới lứa nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà vẫn có ăn thể nửa tháng nữa quay trở lại đây để mình bẻ vô trái vú ở này. Đây, trái vú sữa đây. Đây, vú sữa tím nha. Những này còn rỗng, còn xanh nè. Đây nhãn, đây nhãn này nhãn cuối mùa. Nghịch mùa luôn hả? Ừ, nói là nhãn nghịch mùa nha. Chứ không phải nhãn cuối mùa hả? Trái bự bự không nè. Trái bự bự không nè. Đây nè, bự bự không nè. À, trái vũ sữa tím chín hả Hào? Rồi bên bển nè, trái vũ sữa tím chín nè. Ô bóng luôn. Ô được trái vú sữa tím nè. Đây vú sữa tím nè. Bóng luôn nè. Để bóng không? Tao bóng có bóng lưỡng luôn nè. Nói không, nói không chịu không à. Đây đây bẻ. À mình nói mà nó không, mình nói dốc không à. Cái đồng nhãn này bự lắm nè mụn ơi. Đâu? Đây mình bẻ luôn. Nè nè nè, nhãn bự bự không nè. Con đừng có ăn nha con. Nhãn bự bự không nè. Nhãn bự bự không nè. Rồi rụng luôn rồi, chín quá rụng luôn rồi. Cái đụng có bự đó. Nó cho chín nó quả cũng luôn. Ồ quả trời luôn nè. Quá vui luôn. Giao giao ăn vừa vừa thôi nghe, hồi sưng hai con mắt nữa nha con. Nghe, vừa vừa thôi. Đây. Dày lắm nè anh Út. Trái bự bự không mà cậu ơi. Ừ. Nó bự quá trời luôn nè. Ở ngoài này nè em, hồi nãy anh đụng vô nó chơi nó gụng luôn nè. Đây nè. Nè Út. Ừ. Nè. Đó. Ý. Nè bẻ xuống, bẻ xuống, bẻ xuống. Nè nó dậy mô luôn nè. Nè bẻ này xuống Út. Trời ơi cái đụng đất kìa. Đây nè. Bẻ cái quay này chính rồi nè. Đi đâu vậy con? Không có lại gần, trời không có gượt theo chó. Con này chạy theo mà chó nó gượt con vậy. Ồ, quá đã rồi. Đừng có nhảy luôn. Quá đã luôn. Đâu, xe qua coi, đây nè. Nè, nè, xe qua đây nè, người ta đi vô vườn, người ta nhìn đồ vui nè. Hello. Út đi kiếm vú sữa. Lâu lâu mới được con trái. Đây quý cô chú anh chị, hiện bây giờ mình đang ở trong cái khu vườn này thì nhãn này nhãn nghịch mùa nha. Cho nên cha hiện bây giờ thì ở ngoài chợ thì cũng hết mùa nhãn này, nhưng mà nhãn này nhãn nghịch mùa. Đi đây, trái bự bự không nè. Đây. Bẻ luôn, quá ngon nè. Ăn thử ăn nha. Đây. Thịt rất là dày luôn, trái rất ngọt luôn. Mình đến đây mình thử luôn nè. Đây là trên cây mình bẻ xuống luôn nè. Ốc luôn Út ơi. Ừ. Trái thò. Trái thò hay còn hay gọi là trái thơm phải không Út? Thơm thò đó. Đây. Đây ở này. Đây. Má ơi. Má. Sao vô? Má. Một cái mặt tiền hả? Mặt tiền á mấy. Là trúng rồi.
nè 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 nhãn ở đây nè, trái trái bự bự không nè. Đây nè út, đây nè, đây nè, lụm lụm nè, trái nè, nè trái nè, trái bự nè, sống bẻ. Đây nè, đụm này nè. Rồi bây giờ xong nước miền Tây xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị các bạn ngày mới vui vẻ và hãy đón xem những video kế tiếp của xong nước miền Tây. Xin bye bye.